Đây là ná SK5 được Soul Coverlock thiết kế và chế tạo độc quyền tại Việt Nam. Thân ná được làm từ chất liệu inox 304 nguyên khối, siêu bền, tiện dụng, đa năng, dễ sử dụng với khả năng mở rộng cánh trạc từ trạc 6cm đến 11cm, phù hợp hầu hết các ná thủ ở Việt Nam. Ná SK5 được cắt tiện bằng công nghệ CNC hiện đại nhất Việt Nam, chính xác đến từng mm và được chính tay Soul Coverlock mài gia công hoàn thiện tỉ mỉ đến từng chi tiết. Hello, chào các bạn đã với kênh Soul Coverlock nha các bạn. Thì hôm nay Soul Ca làm video này khoe với anh em chút xíu về ná SK5 nha. Thì hiện tại thì Soul Ca đã mới mài được một mớ SK5 nha anh em. Thì cây này là của anh Thon ở Hàn Quốc nha. Anh đặt. Thì anh đặt giờ mình mới mài xong. Bây giờ mình sẽ lắp ráp lại mình cho ảnh. Còn cây này là của bạn Luân Sài Gòn đòi khoe cấu tên Soul Coverlock từ đây. Còn cây này của bạn Trương, chút nữa mình sẽ đổi sầu riêng với bạn Trương. Cây này thì cây này của Soul Ca, hai cây của Soul Ca. Và giờ Soul Ca sẽ ráp lại và đóng hàng gửi cho mấy anh đặt hàng nha. Hiện tại thì bữa nay mài được có 3 cây anh em. Này Soul Ca mài có 3 cây. Mài từ sáng tới giờ 3 cây nè. Thì lắp ráp thì nó cũng khá đơn giản, anh em không biết rồi ha. Này cho ốc vô, đầu vô. Là làm. Soul Ca mới rửa nè. Rửa xong rồi đem phơi nắng cho nó khô nước rồi mà lắp ráp vô. Này. Nãy mới chạy đi chợ mua cây lục giác T20. Nó dài dễ dặn. Thì một cây là gồm có 4 ốc titan nha. Thì chút xíu nữa Soul Ca sẽ đem cây một cây mới mài, cây chạc 7 cộng 35 qua bên Vĩnh Long. Rồi trên đường đi Soul Ca săn luôn. Qua Vĩnh Long gặp bạn Trương mình sẽ đổi sầu riêng ăn nha. Bây giờ mình không lấy tiền nữa. Mà mình đổi sầu riêng của bạn Trương nha. Hình như sai rồi nè, ngược rồi nè. Ngược chiều, ngược bị chữ nè. Đây, gì nó mới đúng. Gì nó mới hợp lệ nè. Rồi, hợp lệ. Ngược chiều gắn vô là nó sẽ cấn lại. Cái lần tim này nó sẽ phải ngay cái đầu chữ S này. Nó mới đúng lực. Đó. Thì mình sẽ đem một cây 7.0 qua 7.0 cộng 35 qua mình đổi với bạn Trương. Giờ Soul Ca sẽ gắn mấy con ốc này vào cho khách. Đấy. Một số ốc thích màu vàng thì gắn màu vàng nha anh em. Nhóc màu hết trơn luôn. Cây anh tên. Gắn màu xanh. Cây anh tân này là cây của anh Tôn, này là đầu của nó là 18 nha. Chạc thì chạc 7 đâu 18. Mình sẽ gắn vào và chút nữa mình sẽ lên đơn đóng hàng gửi. Ốc 10 ly. Cái mộ hang ốc này nãy anh đóng mấy à? Đóng nhầm rồi. Rồi, cái này là cái của anh Tân ở Korean, ở Hàn Quốc. Thì cái này của Soul Ca nè. Cái này chặt 66 đầu 17. Rồi mài mấy ngóc titan cũng đuối nữa. Cái này
chút nữa mình đi Tết cung dọc dọc đường ở Vĩnh Long, mình chơi vàng với tím đi, màu vàng phản bội màu tím trung thủy, hai cái đối nghịch nhau bắn hụt không. Rồi. Đây là cây Kosoka chặt 66 đầu 17, này bản full, còn cái này chút nữa lấy cái này đi đổi bằng chương, đổi chục trái sầu riêng. Cây này của anh Tân, cây này của Hoàng Lưng, Hoàng Lưng cho màu vàng với xanh đi. Vàng. Cái cây dài này dặn dễ hơn. Cây quyền thoại của mình thì bữa nay mình mới đánh bóng nó lại. Đấy. Bóp hai cái đít nó lại mới nhận ngay được. Đó. Rồi, một chút xíu nữa sau ca sẽ đi test cây cây chặt 66 này cho anh em coi, người ghé bạn Trương đổi chục trái sầu riêng rồi về cho ăn cho anh em coi ha. Rồi, để chút xíu nữa sau ca đi dưới sang dưới B. Anh em đang coi nha. Mong chờ một ngày êm đêm. Rồi hiện tại thì mình với Sang Vlog, sáng tóc dài Vlog đang đi lên tới Vĩnh Long nè, tới sắp tới bằng trường mình lấy ná, mình đổi sầu riêng nha. Thì trên đường đi thì mình thấy cu bắn cu nha nè, hôm nay quên đi đem lo luôn, giờ đang kiếm con ngói nha. Thì họ có gì quen em coi thì có bắn được pha nào không. Cu sầu ca bắn mình xong mà nó bay qua đây nè, chưa gớt nó phê, đợi chút xíu thôi. Nè, nè, nó gục tới gục lui nè, sao cơ, ôi xuyên ngang hông không gớt kìa. Hết luôn được. Có mệt luôn kìa. Ủa mà nãy mình có đem đồ chim không Sang? Rồi con đầu tiên của hai anh em mình nha, chứ đừng đi. Bự không Sang? Nắm tay rồi. Rồi tiếp tục anh em ơi, hôm nay Suka đi cái ớt cái năm nha. Đó nè. Chú ông bi đó, nhìn đó, ông bi rồi đó, đâu rồi, đâu Sáng, đâu, anh bắn giữa mà, nào, cứ thấy nào, nhìn này, giữa, một viên bị 8 chắc sống không nổi đâu, sầu ca bắn giữa cái cò đỏ luôn nè, Sang nói rớt đi, nó rớt xuống đây luôn hả? Đây nè, chết nè. Ê, con cò này ngon lắm nè. Coi chừng mẫu hay Sang. Trời ơi, bắn một cái xiên ngang luôn anh em ơi. Đã quá anh em ơi. Trên đường đi đổi với sầu riêng mà kiểu này chắc hết chìm nữa rồi. Anh em quên em lo nữa anh em. Rồi im rồi đó, im rồi đó. Cũng hên là có Sang đứng ngoài này thôi xong rồi. Úp lại dòm theo liền. Hay dưới trời, Sang không minh dưới trời. Biếp. Rồi hiện tại là mình với Sang tới Cù Lao Quế Thiện gặp bạn Trương nha anh em. Giờ hiện tại đang vô nhà của bạn Trương, mình tiến hành lấy ná, mình đổi sầu riêng về mình ăn nha anh em. Bây giờ bạn Trương cuộc trao đổi, mình đổi kiếm coi bao nhiêu trái, Trương nói là 6-7 trái vậy đó. Bây giờ mình đổi một cây ná ớt K5 mình lấy 6-7 trái ăn, giờ Trương đang chạy nhà nè nè. Chơi hết bài rồi anh. Hết bài luôn. Giờ mình không cần dùng tiền để mua nữa, mà dùng ná để đổi sản phẩm thôi. Hết bài luôn. Rồi chạy xíu tới nhà bạn Trương rồi. Cái này như đừng được 2 trái đó. Có bọc rồi treo được á. Trời để nôm cho. Nó sầu riêng ngon dữ trời. Ồ đã dữ trời. Sầu riêng vip. Đổi ná. Rồi đó. Trời ơi, đau ha. Ừ.
thổi mấy trái sầu riêng rồi đó anh em. Được. Đây đây đây. Đấy, cái năm này nha em. Cái năm nè, đổi ra, đổi 7-8 trái sầu riêng đó. Còn mùa thun này hồi nó đi giao thun. Nè cho cái hộp em vô luôn đi. Quý xanh hả? Quý xanh hồi đi giao với gì vậy? Đồ đi xong cái gì đi tài chính liền ha. Không hối hận nè. Trời ơi, một cây ớt cả năm mà đổi. Một cây ớt cả năm mà đổi tới mấy giấy 8 hả? 8 với sầu riêng lời rồi. Thấy vậy chứ không nặng, để đi không nặng. Trời ơi, nó có mấy ký mà. Ghê trời. Kèo bước đứt luôn trời. Coi, hồi đó kìa em đi bán sầu riêng mà bán chợ á. Chở sau lưng rồi chở ở đằng trước gàn hai bên còn dữ hơn cái này nữa. Để đó sầu riêng nó nhũng á. Ghê ghê ha, mất đi bán chợ. Chở bển giao vòng vòng á. Đi phà này gần hơn hả? Phà này gần hơn, chiều chạy chạy nhanh á. Rồi ok. Bây giờ ta. Mua thuốc nãy giờ hả? Mua thuốc nãy giờ thôi, đi phà dưới đi. Rồi ok, hồi về.